An Điền là công ty phát triển bất động sản có bề dày kinh nghiệm hơn 18 năm trên thị trường, tập trung tại khu vực quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Với định hướng và chiến lược đúng đắn, An Điền đã nhận được sự ủng hộ và đồng hành của các quỹ đầu tư lớn như Vina Capital, Dragon Capital. An Điền tự hào là thương hiệu Việt có tư duy phát triển mang tầm quốc tế thông qua những sản phẩm đáp ứng toàn diện những tiêu chuẩn chất lượng cao của một không gian sống hoàn hảo như thiết kế hiện đại, tiện nghi, an toàn, chất lượng đảm bảo, pháp lý minh bạch và giá cả hợp lý, góp phần phát triển diện mạo đô thị theo hướng xanh, sạch, đồng bộ và hiện đại. Luôn lấy yếu tố chất lượng làm uy tín hàng đầu, các dự án do An Điền đầu tư xây dựng luôn đạt và vượt cam kết về tiến độ xây dựng, chất lượng và vận hành. Tất cả các dự án đều đạt lượng giao dịch ấn tượng và cho đến hôm nay đã có hơn 5.000 khách hàng đặt niềm tin vào các dự án của An Điền để xây dựng tổ ấm. Điều này càng khẳng định được uy tín và vị thế của An Điền trên thị trường bất động sản. An Điền, nơi đặt niềm tin, nơi xây tổ ấm. Verosa Park, quần thể nhà phố, biệt thự đẳng cấp với không gian sống tinh tế được phát triển bởi An Điền. Sở hữu vị trí xứng tầm tại khu đông thành phố Hồ Chí Minh. Verosa Park vừa thật gần trung tâm, thuận tiện cho việc di chuyển và tiết kiệm thời gian cho cuộc sống bận rộn của những người thành đạt, nhưng cũng đủ xa để tách biệt khỏi sự đông đúc ồn ào. Dự án liền kề các khu dân cư được quy hoạch hoàn chỉnh như Luca Star, Melosa Garden, Merita, Mega Ruby, Mega Residence, Devenica. Verosa Park đã góp phần hoàn thiện bức tranh tổng thể chuỗi đô thị thông minh tại quận 9. Verosa Park tọa lạc tại trung tâm quận 9, gần vòng xoay liên phường và nút giao Võ Chí Công và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, những tuyến đường trọng yếu tại khu đông thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ 10 phút đến trung tâm quận 1. Di chuyển về khu đô thị Phú Mỹ Hưng quận 7 chưa đầy 15 phút. Ngoài ra đường liên phường mở rộng nối với nút giao đường Đỗ Xuân Hợp còn giúp tiết kiệm thời gian di chuyển đến quận 2. Đặc biệt, cư dân Verosa Park còn có thể dễ dàng di chuyển đến các vùng kinh tế vệ tinh của thành phố Hồ Chí Minh như Đồng Nai và Vũng Tàu qua các đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Verosa Park, nơi đủ gần để di chuyển thuận tiện đến các quận trung tâm. Nơi kết nối trải nghiệm với các tiện ích hiện hữu, các trường quốc tế BIS, TIS, AIS, Đại học FPT, Học viện Hàng không Vietjet, Đại học Hutech, chợ Phú Hữu chỉ 3 phút lái xe. Cách khu công nghệ cao chỉ 5 phút lái xe. Cách cụm trường tiểu học, trung học Nguyễn Văn Trỗi và Phước Bình chỉ 5 phút lái xe. Trong bán kính di chuyển 5 đến 10 phút là bệnh viện An Phú, chợ Phước Bình, siêu thị Co-opmart, Mega Market, Vincom Mega Mall. Ngoài các tiện ích dân cư hiện hữu, cư dân Verosa Park còn được thụ hưởng những tiện ích trong tương lai như Đại học Fulbright dự kiến khánh thành năm 2022, bến xe miền Đông mới, bệnh viện Ung Bướu 2. Hơn tất cả, tuy gần phố nhưng lại tách biệt với những đông đúc ồn ào, Verosa Park mang đến một không gian sống an yên cho mỗi gia đình, nơi đánh thức giác quan và nâng niu cảm xúc. Verosa Park đủ gần để kết nối, đủ xa để biệt lập. Verosa Park, tác tạo thanh âm hạnh phúc. Cuộc sống khởi nguồn từ mỗi tổ ấm. Ngôi nhà không chỉ để ở mà còn là nơi thưởng hưởng phong thái sống đỉnh cao. Nhà khi bạn trở về luôn ngập tràn trong tình yêu thương ấm áp vẹn đầy. Nơi tương lai được kiến tạo từ những thanh âm tươi đẹp, nơi có cộng đồng văn minh, thanh lịch cùng chia sẻ những giá trị sống sâu lắng, viên mãn. Nơi mỗi thành viên trân trọng giá trị gia đình, nơi có thể cảm nhận cuộc sống trọn vẹn
bằng việc lựa chọn chính xác một không gian sống đẳng cấp cùng những tiện ích xứng tầm để mang đến cuộc sống hạnh phúc cho những người thương yêu. Nơi con trẻ luôn là ưu tiên hàng đầu được phát triển trong không gian sống đủ đầy hạnh phúc. Nơi cộng đồng tinh hoa thoải mái tận hưởng cuộc sống thư giãn, nghỉ ngơi trong một không gian sống ngập tràn năng lượng tích cực. Gói gọn chỉ trong một chữ nhà, một ngôi nhà không chỉ dành để tưởng thưởng cho cuộc sống tinh hoa mà còn lưu giữ những giá trị nghệ thuật, sự ảnh hưởng và hình ảnh cho thế hệ mai sau. Mỗi ngày tại Verosa Park là một ngày hưởng thụ những giá trị đẳng cấp nhất của lối sống tinh hoa. Verosa Park, tác tạo thanh âm hạnh phúc.